màu trên cầu vồng trên kia là nhà xe ta. Nhà ta cũng có cái hay lắm nên chúng ta sẽ nói có thể là nhầm lẫn, bạn có cái hay nhà cha ta là nhà cầu nguyện, nhưng chủ điểm của bài phúc âm chủ nhật thứ ba của chay hôm nay là Chúa thanh tẩy đền thờ. Chúa Giêsu vào thành Jerusalem dịp lễ vượt qua và ngày thanh tẩy đền thờ nhằm giúp chúng ta sống tinh thần của chay sám hối, thanh tẩy tâm hồn, thực hành bác ái yêu thương để thanh tẩy và trang bị cho tâm hồn chúng ta xứng đáng là đền thờ của Thiên Chúa. Nếu nói theo kiểu đấy thì cái khẩu hiệu trên kia nhà ta là nhà cầu nguyện, nghĩa là tâm hồn mỗi người chúng ta là nhà thờ, là đền thờ của Thiên Chúa, cần được thanh tẩy, cần được trang bị, cần làm cho sạch và đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Để đi vào những chi tiết của bài chia sẻ thì hôm nay xin trình bày 3 điểm. Có 3 điểm, nên nhớ 3 điểm. Thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại thanh tẩy đền thờ? Thứ hai, đền thờ hay nhà thờ của chúng ta mang đặc tính nào? Và điểm thứ ba, chúng ta phải làm gì để gìn giữ ngôi nhà thờ giáo xứ giáo nghĩa này, đồng thời giúp cho đền thờ tâm hồn, tức là nhà ta đây này, luôn sạch và đẹp. Xin trình bày 3 điểm với quý cụ ông bà và anh chị em. Điểm thứ nhất, tại sao Chúa Giêsu lại thanh tẩy đền thờ? Đến giáo xứ giáo nghĩa này rất vui, bởi vì thì các cháu nó ngồi ngoan, nó nghiêm chỉnh. Bắt đầu trước khi rước, các cháu nó ngồi đến đọc kinh. Tôi nói thật là kiếm ở trong địa phận này được một cái giáo sư nào có được cái tinh thần đạo đức như các cháu này. Các cháu nhỏ nó ngồi lần hạt, khó lắm. Thế mà đến giáo nghi hết thấy được điều đó là điều rất đáng quý. Thế thì Chúa Giêsu Kitô đến thanh tẩy đền thờ, Chúa đến đây hôm nay với chúng ta, Chúa làm gì? Và để trả lời câu hỏi tại sao Chúa thanh tẩy đền thờ, chúng ta nghe lại bài đọc 1. Các con có biết bài đọc 1 trích sách nào không con? Các con thiếu nhi nhớ lắm, cái đầu của chúng con nó hay lắm con ơi. Cái đầu của con bây giờ nó còn non, nó tiếp thu được nhiều thứ, con nhớ lắm ạ. Nghe cô cam viên cô đọc bài trích sách xuất hành, tức là bài đọc 1. Dân cho cái lúc đó vừa ra khỏi Ai Cập là một dân hỗn độn, chứ không ngăn nắp, không trật tự như chúng ta đây đâu, là một dân hỗn độn. Dân hỗn độn chưa có lề luật, nên Thiên Chúa ban cho họ lề luật, đó là 10 điều răn, giúp cho dân sống tương quan tốt với Chúa và với tha nhân. Và lời tóm kết mà chúng ta vẫn đọc trong kinh 10 điều răn, 10 điều răn ấy tóm về hai này mà chớ trước kinh bên một Đức Chúa Trời. Ý nhỉ? Trên hết mọi sự sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Có 12 điều đó thôi. Kính mến Chúa hết lòng và yêu thương người khác như chính mình. Nhưng mà với thời gian, tinh thần giữ luật đã bị mai một. Không những trong cuộc sống đời thường, người ta bớt đi lòng kính mến Chúa và người ta sao lãng cái tinh thần yêu thương nhau. Không những trong đời thường mà ngay tại đền thờ Jerusalem là nơi thiêng thánh nhất của dân Chúa cũng xảy ra những điều bất kính. Người ta lợi dụng tôn giáo để bóc lột nhau, biến đền thờ thành nơi trộm cướp, sát phạt nhau. Xin mở ngoặc thế này, vậy hiện trạng đền thờ vào thời Chúa Giêsu có mặt ở đó, đối với người Do Thái ở trong nước cũng như nước ngoài thì mỗi năm họ phải hành hương về Jerusalem một lần vào dịp lễ lớn, đặc biệt là lễ vượt qua như bài phúc âm hôm nay thuật lại. Đền thờ, đến đền thờ thì phải dâng của lễ.
Dân kia có xăm dân của lễ, nhưng dân của lễ của chúng ta khác. Dân của lễ dân Do Thái, dân của lễ dân Do Thái là phải dân bằng chiên, bằng bò, bằng chim câu, bằng các con súc vật, đồng thời phải đổi tiền, tiền dâng vào đền thờ, nộp thuế đền thờ khác với tiền Roma và tiền địa phương, nên đến đấy phải đổi tiền. Đến đấy trước hết mua súc vật cũng phải đổi tiền, đến đấy dâng cúng đền thờ cũng phải đổi tiền. Mà mua những con súc vật đó là phải súc vật đúng tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn lại do những ông tư tế trong đền thờ đặt ra. Thế là cái giá, ví dụ như một con chiên nếu mua ở ngoài phố D chỉ cân độ 100 ngàn, thì vào trong đó nó phải lên tới 1 triệu, tức là đắt gấp 10. Cắt cổ rồi tiền đổi, ví dụ đổi tiền đô la từ Mỹ về, nếu như đổi ở thành phố Thái Bình đổi 100 đô la là được 2,3 triệu, thì đến đây đến vào trong đền thờ chỉ đổi được khoảng độ 1,5 triệu thôi. Người ta cắt cổ nhau, người ta sát vào nhau ngay chính trong đền thờ, chứ nói cái chuyện mà ồn ào náo nhiệt. Đền thờ Jerusalem được chia làm 4 khu vực, cái ngoài kia đấy là của chư dân, nghĩa là tất cả mọi người đều đến đó. Cái gian thứ hai là dành cho phụ nữ và trẻ em, cả trẻ em phụ nữ là ở dưới đấy. Gian thứ ba là gian dành cho tất cả mọi người vào dân lễ, và gian cuối cùng là gian cực thánh, thì chỉ có thầy thượng tế 1 năm vào 1 lần. Thế thì ở cái gian ngoài cùng dân chư dân đấy, bán tất cả con súc vật, đổi tiền vân vân, làm náo loạn, nhưng đặc biệt là người ta sát phạt lẫn nhau. Nên Đức Giêsu chứng kiến cảnh tượng đó, thấy lề luật mà cha mình ấy, Thiên Chúa ra cho dân bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Do vậy, Ngài đã lấy dây thừng bên vào để xua đuổi những người đó ra khỏi đền thờ. Vì lòng nhiệt thành nhà Chúa, Kinh Thánh nói thế, vì lòng nhiệt thành nhà Chúa, biết là nguy hiểm, biết rằng mình phải chết, nhưng Đức Giêsu vẫn làm điều đó để lập lại trật tự, trả lại cho Thiên Chúa cái quyền phải được tôn kính, và trả lại cho con người cái quyền phải được yêu thương và công bằng, chứ không bóc lột nhau, không sát phạt nhau, không hại nhau, không bán rau phun thuốc cho người khác, không bán các loại gà ăn cám các thứ này khác, không bán thịt lợn phun ăn đủ mọi thứ của tàu vân vân, không làm cái chuyện đó. Lê luật Chúa chúng muốn lập điều đó. Qua vạch thiên thầy đền thờ này, Đức Giêsu Kitô cho chúng ta thấy cái đặc tính của đền thờ. Qua việc thanh tẩy này, qua việc đuổi các người buôn bán ra khỏi đền thờ này, Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta thấy đặc tính của đền thờ. Đặc tính của đền thờ là gì? Thưa, đặc tính của đền thờ như câu chúng ta thấy đây, nhà cha ta là nhà cầu nguyện, và nhà ta, tức là nhà mỗi người chúng ta, cũng là nhà cầu nguyện. Đừng biến thành chốt trộm cướp, sát phạt nhau, đâm chém nhau, làm hại nhau. Chúa gọi đền thờ mà ngày nay là nhà thờ của chúng ta, và mỗi con người chúng ta là đền thờ của Chúa đấy, là nhà cha của mình và là nhà của chúng ta. Nhà cha thì là luôn luôn mang tính gia đình và đầy ắp yêu thương. Ôi, bạn gái có biết bài hát này không? Nơi nhà Chúa đoàn con về đây ẩn đường. Ít không ngân thế, hát được không ngân? Không hát được, không đánh đàn, không hát đánh đàn, hát được. Dư lữ khách trở lại tổ ấm yêu thương, nơi nhà Chúa con sống trong tình thương, từng nỗi vui nỗi buồn được cha cảm thông. Được cha cảm thông, chúng ta đến nhà thờ là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, và nơi những con người chia sẻ với nhau tình cảm yêu thương trong cuộc sống. Nhà thờ là thế, nên người ta mới kể câu chuyện này để minh họa. Ở chân núi Alper bên Thụy Sĩ, chúng con cố gắng chịu khó học mang cho đi du lịch sang Thụy Sĩ ngay bên cạnh nước Pháp. Ở chân núi Alper có một ngôi nhà thờ nhỏ, có lẽ cũng bằng cái nhà thờ giáo nghĩa này thôi, nhưng mà mang một sự tích rất là hay, nên tất cả các người du lịch đều đến với nhà thờ này. Sự tích đó là như thế này: ở vùng đó có hai anh em nhà kia, bố mẹ mất sớm, để lại cho một cái mảnh ruộng khoảng độ mấy mẫu ấy, hai anh em kế chung.
cái chung và chia nhau để thống nhất là chia đều. Bây giờ nếu cấy hai mẫu này được 4 tấn thì anh 2 tấn, em 2 tấn, mà được 5 tấn thì em 2 tấn rưỡi, anh 2 tấn rưỡi, công bằng, hai bên bằng nhau. Thế nhưng mà thằng em ấy, đêm về nó ngồi nó bảo, trời ơi, ông anh mình một vợ ba đứa con, anh ấy nặng nề quá. Con cái bây giờ đi học, tiên học phí, học học thêm, đủ mọi thứ, tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền đi đám, tiền cất nhà, đủ mọi thứ như vậy. Vậy mà mình chia công một nửa cho anh ấy là bất công. Anh phải được hơn mới được ấy. Mày tìm cách mình giúp anh. Ông anh thì nghĩ là, ôi giời ơi, khổ lắm, thằng chú nó năm nay 27 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai, chả có đứa ba nào nó đòi nó lấy cả. Mình phải giúp nó chứ, thằng này ít ra nó phải có Everest nó đi, hay nó có cái nhà xoàng xoàng cấp 4 mà là nhà mái Thái cũng được ấy. Phải giúp nó mới được chứ, để nó có cái gia đình ổn định. Thế là hai ông không ai bảo ai, đêm xúc thóc ở cót nhà mình đổ sang cót bên kia. Ông em xúc thóc ở cót nhà mình đổ sang cót của ông anh. Ông anh lại lặng lặng lại xúc thóc ở cót nhà mình đổ vào cót của ông em. Trong một thời gian đến tháng, nghe mỏ quá à, mình đã xúc thóc đổ vào cót của anh mà sao cót của mình vẫn đầy thế nhỉ? Ông anh bảo với vợ, này mình ơi, tôi xúc thóc đổ vào cốt của chú nó mà sao cốt thóc nhà mình vẫn cứ đầy lần nào nhỉ? Thế một hôm trời mưa mà mất điện, hai anh em bảo, à tối thế này ấy, mà xúc thóc đem đổ là bí mật không ai biết. Thế là hai ông cùng xúc thóc cùng đội lên đầu, đội thúc lên đầu, đến giữa đường hai anh em quát vào nhau. Ông anh bảo, chú đâu đây? Anh em à, chú đội cái gì đấy? Em đội thóc. À, chú đội đâu? Dạ, em đội quát nhà anh. Bảo thế anh đi đâu đấy? Ơ anh, thế thì tớ cũng đổ, xúc thóc đổ vào quát nhà chú. Thế là hai anh em bỏ quát thóc xuống, bỏ thúng thóc xuống, ôm nhau khóc ở đấy. Và từ cái tích này, người ta xây dựng cái nhà thờ ở đó để nói rằng nhà thờ là nơi của tình yêu thương, là nên luật của Thiên Chúa, mến Chúa và yêu người được thực thi một cách trọn vẹn và cụ thể. Thưa quý cụ ông bà và anh chị em, như vậy nhà thờ chúng ta thật đẹp và ý nghĩa. Bây giờ chúng ta chuyển sang ý thứ ba, chúng ta phải làm gì để gìn giữ ngôi nhà thờ giáo xứ chúng ta, đồng thời giúp cho đền thờ tâm hồn mình luôn sạch và đẹp. Nhà thờ vật chất chúng ta gìn giữ bảo vệ luôn sạch đẹp, khang trang. Nhà thờ giáo nghĩa khang trang sạch sẽ đẹp đẽ, trong nhà thờ rất đẹp và sạch, mọi người trong nhà thờ này, trong giáo xứ này rất nề nếp. Ở đây vừa đọc kinh xong, cha xứ nhắc bây giờ mời mọi người ra ngoài kia xếp hàng để đi nước, tăm tắp đâu vào đấy, tất cả mọi người vào đoàn nước rất ngăn nắp và sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Và chúng ta tiếp tục làm cho giáo nghĩa sống động ở cái điểm đó, và làm cho nhà thờ chúng ta có thể bên ngoài nó không được nó bị theo năm tháng, nó có thể bị cũ đi, nhưng bên trong nhà thờ chúng ta rất đẹp và ngăn nắp, rất là sáng sủa đẹp đẽ. Giữ cái đấy, giữ cho ngôi nhà thờ đó. Các con đừng bao giờ vứt rác ra nhà thờ, mà chắc chắn ở giáo nghĩa này không ai vứt rác nhà thờ, và chắc chắn ở giáo nghĩa này sẽ có người quét nhà thờ hàng tuần và có thể hàng tháng. Mang nhiên chúng ta không thấy có. Đó là chúng ta chăm sóc cho ngôi nhà thờ vật chất và cái nề nếp, cái đẹp đẽ, cái trật tự của giáo xứ nó được đảm bảo rất tốt lành. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ một ngôi nhà thờ khác, đó là mỗi một người chúng ta là đền thờ, là nhà thờ. Nên ở đây câu này, nhà của ta là nhà cầu nguyện. Tâm hồn mỗi người chúng ta phải là tâm hồn cầu nguyện. Trong suốt tuần qua, Chúa đã cho cha xứ mời gọi các cha tới đây giúp thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng ta. Đây
là điều tuyệt vời như cha chủ tế nói, để tuân châu tuân đại phúc đem lại cho chúng ta những điểm tốt lành. Nhưng thưa quý cụ bà và anh chị em, tẩy rửa rồi, đôi khi có những cái thứ tẩy, có những cái thứ bẩn ấy mà xà phòng ô mô thường không tẩy được, là phải dùng đến cái loại mà cực mạnh hay là cái loại chất tẩy cực mạnh. Nên hôm nay Đức Giêsu Kitô phải lấy gậy để mà xua đuổi, để nói lên rằng, để tẩy rửa một cái tội ra khỏi con người chúng ta, một tính xấu nơi con người chúng ta cực kỳ khó, rất khó. Không biết quý cụ mà bạn chèm thế nào, chúng tôi thấy rất khó. Nên xin kể những câu chuyện như thế này. Ông này, ông hay uống rượu. Ông hay uống rượu và xưng tội thì không thể nào giấu cha được. Cha Cố Đạo bảo là uống rượu mà ăn với tỏi mà vào xưng tội thì quỷ nó phải chạy thôi, chả phải chúng ta. Thế ông này không uống rượu mà xưng tội, cha bảo ông ơi, ông cố gắng, ông bớt rượu đi ông. Ông bảo khổ lắm cha, con muốn bớt lắm, nhưng mà cha dạy con cách nào, bởi vì mỗi lần con đi qua nhà thờ này, con lại đi qua cái chỗ nó bán rượu, cái mùi thơm nó bốc lên thì con không chịu nổi, cám dỗ con này. Cha làm cái gì giúp con đấy. Cha bảo ôi thôi được thế này, mỗi lần đi qua đấy ông cố gắng bịt mũi lại và bịt mồm lại chạy qua. Ông làm được 5 lần, ông khoe, thưa cha con làm được 5 lần rồi. Rồi hôm thứ sáu ông đến, cha lại thấy ông nói cái hơi kiểu nó ra. Cha bảo sao với ông? Ông bảo thưa cha, con đã qua được 5 lần rồi, nghĩa là thành tích của con quá lớn. Khi con thấy thành tích của con lớn rồi, con quay lại con thưởng cho con 5 cốc. Không dễ. Đấy là giáo dân. Còn thưa quý cô bà và anh chị em, chúng tôi không ơn thì anh chị em xin lỗi quý cha, xin lỗi quý cha, con không dám nói. Nhưng mà có những điểm, có một ông cha đi tĩnh tâm về, tĩnh tâm một tuần về, ông nóng tính lắm. Về tĩnh tâm là ông hiền, ông đề cửa to tướng, từ nay con người cũ đã bị chết hoàn toàn, nghĩa là tính nóng của ông là bị chết hoàn toàn đấy. Từ nay thì con người cũ bị chết hoàn toàn. Được 3 ngày, không biết ông trùm hay là bà bếp làm sao, ngài lại nổi trận lôi đình lên, ngài chửi tung tóe. Thế là bà bếp bà nói, bà đề thế này: từ nay con người cũ đã chết hoàn toàn, nhưng ngày thứ 3 sống lại mạnh mẽ hơn. Nên chúng ta, nhưng mà nó khó không phải là không làm được. Tuy khó nhưng không phải không làm được. Không có việc gì khó với Chúa. Đối với Chúa không có gì là không thể làm được. Nên tuần trầu này, mùa chay thánh này, tuần thánh này, chúng ta cùng xin Chúa giúp chúng ta thực sự thanh tẩy tâm hồn mình, nghĩa là chết đi cho tội lỗi để được phục sinh với Chúa, để sống lại với Ngài. Và lúc đó cuộc đời chúng ta luôn là Alleluia, ngợi khen Chúa, vui mừng lên, cảm tạ Chúa. Chúng ta cầu mong và cầu chúc cho mọi người chúng ta được như vậy. Amen.